Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Phúc
dâu lên truyền đòi tứ trụ hai bên quan tuần đoán sáng vự lên trên dòng sông. Tà sát quỷ trừ tinh quan lớn tuần vạn phép muôn linh quyền cao tay quản nhiên minh nhà trời. Ngự đồng ai, ngự đồng ai thì mình quyền bóng quý đường ngoài trời quỷ khí loạn tôn quan hiển quý quan ra tay tế độ nhân nhân sang con nhờ hiển thần cơ ra uy hùng hồ nương uy trời tế độ nhân quân đùng đùng nổi trận phong vân ngự đồng ban phép cứu dân như trừ tà cánh sâu tiếng đem về mà chân chân ra ai có tà ông trục chúng ta ra dù ai bệnh làm chữa qua cầu quan để ngưng thì bệnh tà đến ta thành công. Cơ chỉ đuôi núi đã đứng tam công đêm ngày giữ việc thủy cung đội lệnh cứu chúng cứu hộ cho muôn dân ai người cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân được điều hòa. Qua ngày về giá ngự xương ta điền điền chữ thập biên thành chữ thiên phổ đệ tử thiên nhiên hòa hài một nguyện sáng phúc trừ tai đồng đồng gia tín chủ ai ai cũng thể bình thường hai nguyện cho muôn ba năm trăm đường tiền tài lưu loát bạc vàng sẽ đề đa nguyện thứ ba cho cung tài cầm âm bền bốn nguyện cho được phú quý sang giàu năm năm nguyện mạnh khỏe sống lâu đồng đồng xa họ nguyện hưởng phúc lâu giàu bền sau nguyện chắc chắn giáng bàn đền độ cho họ nguyện đời đời vinh hoa bày nguyện giáng phúc hà sa bao nhiêu hạt anh tống ra hải ngoại thịnh vượng lộc tài hân hoan chín nguyện giáng lưu ân đồ cho đệ tử mười phân đèn mười quan đồ cho đến nguyện thứ mười con cháu
cháu đời đời hiền vinh. Ông về sang giúp tàn đền đồ cho họ quyền đời đời sẽ vinh hoa. Chỉ đã sắc ngoài vòng cương tòa hay đâu là chữ duyên nợ ta sinh tin đâu khẩn cấp lan chủ quan quân tầm ná khắp miền đến sông tranh. Dạo chơi thành thị hồ tiên, nay ba ngàn thế giới dư thiên, tiếng quan đệ vũ khắp miền Đông Tân. Chiều đà cố ý xâm lăng, chiều đình hạ lệnh tiên linh, thuyền bè qua bên sông Tranh dập trời. Trên thiên đình còn đang tra sổ, nay quan còn đổi số cho tiên linh văn võ toàn tài quan tuần lịch sử đáng trai bậc anh hùng. Đến ngày giữ việc thủy cung đội lệnh những trùng cứu hộ muôn dân, ai người cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân được điều hòa. Nay về giá ngự sướng ta điện điện chữ thập cải thành chữ thiên phù hộ họ nguyện yên yên hòa hài. Chi tặng phong mong công quan tuần tranh lâm liệt oai hùng cứu dân hộ quốc nên công nghi hàng đầu. Tuổi niên yêu kiếm cung yên ngựa sống vì đời thác chờ muôn dân vinh
quang hay có sáu làng hồng, muôn dân còn ghi nhớ quan lớn tuần tài cao. Đấng anh hào cổ kim lừng lẫy, quan lớn tuần đã đang xây thân cơ, muôn dân trung nam bắc phùng thờ minh giang lại đổi đền thờ quan tuần. Miền thành tinh khắp tuần nhà tạm tích anh linh, quan tuần quan hiển hiện uy linh, ngôi cao giá từ triều đình phong công. Bạch thần hoàn vũ phong cao thiêng ngộ